Ôi anh ơi, đợt này bên mình làm nhiều sản phẩm ghế massage ấy. Chị em dựng ở công ty cả biên tập về nhìn thấy sản phẩm thích quá mà tị anh ạ. Thế à? Bọn em đợt này cũng hay lên công ty nữa nên là giá kể mà có một cái thì cũng tốt. Đòi hỏi nha, nhưng mà anh cũng thấy hợp lý đấy, bởi vì mấy người ở văn phòng mình ấy thì cứ phải ngồi máy tính suốt ngày, mà như thế thì cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Hay là đầu tư quả ghế để mấy anh chị em thay nhau thư giãn nhỉ? Hợp lý không? Hợp lý nhé. Là một chiếc gọi là giá cả hợp lý thôi, đúng không? Vâng, Lại kinh sport nhá, kinh sport thôi được anh. không? Vâng. Ok thôi, lại vào hang ổ để đi mua là vậy. Dạ. Hợp lý nhỉ? Vâng. Cũng là phần thưởng xứng đáng đấy anh ạ. Được, chốt. Ta-da, như đã hứa thì đây chính là bộ ghế dành cho các anh em công ty xe hay. Và tôi và Nam đã đi mua. Hoàng Vũ thấy thế nào? Hơi bị ngon của nó đấy, được Phải nói không? là con này em thấy để văn phòng mình nó quá là hợp. Con này là gì nhỉ? Ở Con tên này gì? chính là G20 New anh ạ. G20 New mà cũng gần 100 triệu đấy nhỉ? Trước của nó là hơn 100 triệu. Nhưng bây giờ hôm mua là 75. 75 triệu. 75. Mà nhá, màn hình to này, cảm ứng màn hình như màn hình iPad luôn nhá. Rất nhiều tính năng nhá, cũng giống ở nhà anh là con lăn 4D này, cũng có hồng ngoại, sưởi ấm này, rồi ra lệnh giọng nói này. Rồi các thể loại massage ở đây này rất nhiều tính năng mà bây giờ mà thử được hết thì chắc anh em mình bỏ làm á. Nói chung là đầy đủ anh ạ. Đầy đủ. Chỉ cần thế thôi. Anh mua về anh chỉ sợ là các anh em lại lười đi làm. Không, chăm lên công ty anh. Chăm lên công ty nhưng lại lười ra ngoài làm. Thế thì xe hay sẽ rất là ít video đúng không? Thế thì anh ra em ở đây. Nhưng mà anh thấy là sau mỗi một chuyến đi làm về anh em mình đi quay về dành khoảng 20 phút đến 30 phút ở công ty đúng không? Thư giãn một tí. Thì có phải là anh em hài lòng không? Nó hồi phục được sức khỏe. Thế này, anh thấy ở đây là có bao nhiêu tính năng nhỉ, Hoàng Vũ nhỉ? Đâu đó khoảng mười mấy chức năng ấy ạ. Vì anh ấn vào mỗi một chức năng ấy đây này. Là nó sẽ ra hàng loạt. Chủ đề nhá. Buổi sáng, buổi chiều, kéo cơ, ngủ, nội trợ, thể thao. Có nghĩa là có rất nhiều chủ đề. Xong vào cái chủ đề rồi, trong cái chủ đề này nó lại còn có bao nhiêu những cái. Chào bạn. Đấy, em thấy chưa? Chỉnh lên, chỉnh xuống các thể loại luôn. Đấy. Có ra lệnh giọng nói. Có ra lệnh giọng nói. Xong rồi nhá, cái ghế ở phần chân này nó cũng có những cái con lăn cực khỏe massage chân. Đó, nó còn kéo giãn ra kìa. Đó, thấy không? Em này em thích nhất cái chức năng massage chân. Không, nhưng mà cái hay của cái ghế này so với ghế của anh Lâm ở nhà ấy là nó có cái thái dương kìa. Hôm em xem catalog. À, thái chỉ, dương đấy gì? Là có cái massage thái dương này. Đấy, mấy cái ghế lần trước mà anh em mình review thì không có thái dương. Riêng con này ở công ty có thái dương, em biết tại sao? Lúc nào mà lương chưa về đau đầu thì cho vào đây massage thái dương, đúng không? Anh em mình thì thường hay bị chậm lương, sếp chán lắm nhờ. Thế mình mua này quá tâm lý. Thông qua video nhắc sếp là nhớ trả lương đúng hạn. Đúng không? Thế này, đó, hợp lý nha. Mà có rất nhiều vùng này, rồi massage nhiều kiểu này, kiểu tay, rồi kiểu bóp, kiểu đấm này, kết hợp này, vỗ này. Tức là nó có theo các chủ đề ấy, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, kiểu gì nó cũng có. À, con này hình như nó cũng bảo hành giống con của nhà anh hay sao ấy, cũng 6 năm đúng không? 6 năm với cả không giới hạn, bảo trì cho đời, bảo trì cho đời. Đúng rồi, cái đấy là cái mình thích. Cứ có vấn đề gì, alo phát là đến luôn đúng không? Cái này anh thấy có cả âm lượng ở đây này, chắc là nghe nhà. À, con này có cả Bluetooth đấy. Bluetooth và có cái cổng sạc đây này. Sạc có một cái cổng sạc sạc USB. Có dây USB. Hai cổng luôn nhá. Hay nhờ. Với cả anh thấy là cái màu này nó cũng hợp với cả công ty. Trông của nhà anh. Nhã với cả chất liệu nhá. Anh thấy nó dày dặn. Bởi vì sao? Bởi vì công ty anh em mình nhiều người. Cho nên là dự là cái máy này là sẽ bị trưng dụng hơi bị nhiều. Nó gọi là công nghiệp. Nhưng mà được, nhìn trong bền lắm. Cho nên là anh em mình cứ trải nghiệm đi thoải mái. 6 năm bảo hành cơ mà. 6 năm sau thì con này có 75 triệu. 75 triệu là quá rẻ so với lương của anh. Lương của anh 1 năm là mua được. Quá rẻ đúng không? Hợp lý nhờ. À, nhưng mà không thể tranh nhau nhá. Bây giờ anh em mình phải bốc thăm xem là ai được dùng trước một ngày đúng không? Thôi em 246 rồi. Em 246. Ừ, nhưng mà không được, công ty mình hơn chục người cơ mà. Ừ, công ty mình mười mấy người. Em 246 là em chiếm nửa thời gian rồi. Đúng rồi. Nhưng mà chiếc này G20 New này nó cũng sướng không kém gì cái ghế G40 New nhà anh đâu. Không khác gì luôn nhá. Em thấy trông nó còn gọn hơn đấy. Ừ. Nhưng mà đội King Sport này làm cái massage đẹp mà chất lượng thật. Hợp lý nhỉ. Cái gì nhỉ? Slogan là gì nhỉ? Cuộc sống giàu hạnh phúc anh ạ. Cuộc sống giàu hạnh phúc.
Quả là anh em mình không những giàu mà lại còn hạnh phúc nữa đúng không? Vì anh em mình đi làm về mệt mỏi có sức khỏe đúng không? À, thời gian gần đây thì anh em chúng tôi có review một loạt những cái thiết bị để phục vụ cho sức khỏe. Thì không biết anh em thấy thế nào? Anh em chúng tôi thì cũng cố gắng là đem đến những cái niềm vui, đem đến những cái thông tin về những cái thiết bị hỗ trợ cho sức khỏe thêm thay vì chỉ riêng về ô tô, xe máy. Đấy, có sức khỏe anh em mình có tất cả, đúng thật là cuộc sống giàu hạnh phúc. Bây giờ thì chắc là thế thôi nhỉ, anh em mình thư giãn tí nhỉ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.